Sâm tháng 6 âm lịch, hai con sâm này đỏ như son, chung số được đất, tiền lộc đầy nhà. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, ngoài việc tiên đoán được vận bay vào mỗi năm, thì trong mỗi thời điểm cũng có không ít những biến động. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong mình sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có, thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ là chuỗi ngày phức tạp. Bản thân mỗi người phải luôn tự nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt được điều mà mình mong muốn. Trong năm Tân Sửu 2021, có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, được thần tài, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, thời điểm rằm tháng 6 âm lịch sắp tới, sẽ có một số con giáp được phù trợ nồng hậu hơn cả. Những con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, những thành quả mà họ đạt được trong khoảng thời gian này có khả năng phát triển, vững vàng và ổn định, giúp cho họ có được cuộc sống viên mãn về sau. Xin mời quý vị hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là các con giáp may mắn nào trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Thìn. Xin chúc mừng tuổi Thìn là con giáp đầu tiên gặp may mắn, được thần tài quý nhân chiếu cố trong thời điểm rằm tháng 6 âm lịch sắp tới. Tử vi rằm tháng 6 âm lịch cho thấy, thời gian này bản mệnh sẽ đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp. Sự nghiệp hành thông thuận lợi, chuyện làm ăn cũng thu được một khoản lời lãi nhất định. Đồng thời, với sự xuất hiện của thái âm, báo hiệu bản mệnh sẽ được quý nhân nâng đỡ, phù trợ cho công việc và tình duyên được phát triển tốt lành. Song để có thể được như vậy, chính bản mệnh cần phải cố gắng thật nhiều, không nên nghĩ đến việc dựa vào vận may hay nhờ người khác nâng đỡ. Về phương diện sự nghiệp, con đường công danh của mệnh chủ tuổi Thìn có thể đạt được những bước tiến đáng mừng nhờ có sự trợ giúp của quan đới. Bản mệnh có thể nhận ra sự đánh giá cao của lãnh đạo, mở ra được cơ hội thăng chức, tăng lương cho chính mình. Thời điểm này, bản mệnh biết sắp xếp công việc một cách khoa học, nên dù có bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng không rơi vào cảnh bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Bản mệnh thường có thể hoàn thành rất tốt công việc được sao, cho nên cấp trên không ngại giao cho bản mệnh những trọng trách để bản mệnh khẳng định được bản thân mình. Bản mệnh có thể phải đối mặt giải quyết những lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ hoặc phức tạp, khó khăn, nhưng vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Song bản mệnh chớ nên đầu hàng. Hãy tin tưởng vào năng lực của mình, cố gắng tập trung, rồi dần dần bản mệnh sẽ tìm được lối ra cho chính mình. Thái âm cát tinh có cho thấy dấu hiệu cát lành của bản mệnh, đặc biệt là với nữ giới. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân phù trợ cho công việc thêm phần thuận lợi. Những nhiệm vụ tưởng chừng như bế tắc trước đây bỗng chốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên lơ là tác hại của âm sát. Bản mệnh có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân bất cứ lúc nào, và đó là những kẻ ghen tị với thành công của bản mệnh, tìm cách kéo thụt lùi sự phát triển. Cho nên, trước lời ngon tiếng ngọt hoặc sổ dê lôi kéo của những người không quá thân thiết, bản mệnh cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, chớ vội nghe theo lời rồi rơi vào bẫy. Phương diện tài lộc, tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy mệnh chủ tuổi Thìn từ ngày 15 phát triển khá ổn định nhờ có quan đới chiếu mệnh. Dù bản mệnh là người làm trên lĩnh vực nào đi nữa, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ là có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng.
Đối với những mệnh chủ làm cơm ăn lương, các thành tích đáng mừng trong sự nghiệp ở trong thời điểm này chính là nguyên nhân khiến lãnh đạo không ngần ngại đợi nóng, thậm chí tăng lương cho bản mệnh. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Còn đối với mệnh chủ trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh, thời điểm này bản mệnh có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi như những mối đầu tư trước đó. Tuy khoản tiền nhận được không quá lớn, nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bản mệnh đang đi là đúng đắn. Hãy tiếp tục kiên định đi theo con đường mình đã chọn, không ngần ngại đối diện với khó khăn, thử thách, thì rồi đến một lúc nào đó, bản mệnh sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Thái âm các tinh phù trợ còn đưa đến quý nhân giúp bản mệnh tìm ra những hướng đi mới cho sự nghiệp, cho việc làm ăn của mình. Hãy tranh thủ cơ hội học hỏi nhiều điều hay từ quý nhân, tìm lời giải đáp cho những khúc mắc trước đó của mình. Tuy nhiên, âm sát hung tinh cũng đem lại những tác động xấu nhất định. Bản mệnh sẽ gặp tiểu nhân khiến việc làm ăn tưởng chừng thuận lợi cũng gặp cản trở. Đồng thời, bản tính đa nghi, thỉnh thoảng chần chừ, do dự cũng có thể khiến bản mệnh bỏ lỡ một vài cơ hội tốt. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong khoảng thời gian này, nhờ có thái âm các tinh nâng đỡ mà mệnh chủ độc thân, đặc biệt là nhân mệnh, có nhân duyên khá tốt. Bản mệnh nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới nhờ những biểu hiện xuất sắc của mình trong công việc. Vì vậy, nếu có thiện cảm với ai, bản mệnh có thể chủ động kéo gần khoảng cách với người đó. Hai người sẽ có triển vọng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vợ chồng của tuổi Thìn vẫn khá u ám, ảm đạm trong thời điểm này. Bản mệnh và người ấy đang ngày một xa cách vì những bất đồng trong quan điểm sống. Cả hai đều không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Bản mệnh hãy học cách đặt mình vào vị trí của người ấy, suy nghĩ cho người ấy. Có thể bản mệnh sẽ nhìn ra một hướng đi mới để có thể khắc phục những bất đồng còn tồn tại. Ngoài ra, bản mệnh không nên giữ những bất mãn, khó chịu hoặc những mối nghi ngờ trong lòng. Hãy tâm sự, chia sẻ với người ấy để đôi bên cùng tìm cách giải quyết hàn gắn quan hệ để tình cảm vợ chồng lại hài hòa, ấm áp như xưa. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lực tương tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi Thìn tăng may mắn, trừ tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu bài quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm của đường thầy gia cát trực tiếp khai quang chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Tỵ. Tiếp theo, chúc mừng mệnh chủ tuổi Tỵ là con giáp cuối cùng được trời ban cho sự may mắn trong khoảng thời gian rằm tháng 6 âm lịch. Tử vi có dự báo rằng sẽ có nhiều cơ hội đến với tuổi Tỵ, giúp vận trình bản mệnh khởi sắc rõ rệt. Tam hội phù trợ, con đường sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh hành thông thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Song quan trọng nhất vẫn là bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi sự vất vả thì mới có thể đạt được thành công. Cụ thể trên các phương diện, về phương diện sự nghiệp, từ khi rằm tháng 6 âm lịch cho thấy sự nghiệp mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến mạnh mẽ nhờ có sự giúp đỡ của tam hội. Những khó khăn trước đó dần dần được tháo gỡ, thậm chí bản mệnh còn được quý nhân định hướng cho sự phát triển phù hợp trong tương lai. Bản mệnh hãy tự tin, ý thức được đâu là điểm mạnh của mình để có cách phát huy sao cho phù hợp nhất. Bản mệnh là người có tài năng, nhanh nhẹn, chỉ cần chủ động hơn trong việc nhận trách nhiệm, không sợ vất vả, khó khăn thì ắt gặt hái được thành công đáng mong đợi. Sinh mã còn cho thấy bản mệnh càng nhiệt tình bao nhiêu, công hiến nhiều bao nhiêu thì càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Bản mệnh đừng nên so đo, tỉ nạnh với người khác, hãy tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của mình, ắt hẳn sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương đáng quý. Tuy nhiên, dưới sự tác động của mộc dục, bản mệnh cần phải thay đổi bản tính cả thêm trong trắng hay bỏ dở công việc giữa chừng của mình.
Cho dù trên con đường chinh phục thành công, bản mệnh có gặp phải khó khăn, cũng đừng nên đầu hàng. Hãy cố gắng hết sức mình, rồi đồng nghiệp, quý nhân sẽ đến bên bản mệnh, giúp mọi người vượt qua thử thách. Một số mệnh chủ tuổi Tỵ còn trẻ tuổi có thể rơi vào tình trạng mông lung, chưa rõ con đường trước mắt của mình nên đi như thế nào. Mỗi khi cảm thấy lạc mắt phương hướng, bản mệnh có thể tâm sự với những người giàu kinh nghiệm nhiều hơn. Bản mệnh không nhất thiết phải ôm tất cả mọi khó khăn, tâm sự vào lòng. Hãy chia sẻ với mọi người để có thể biết thêm những kinh nghiệm đáng quý, đồng thời tìm ra động lực hướng đi cho mình. Về phương diện tài lộc, tử vi có nói nhờ quý nhân tam mũi giúp đỡ, con đường tài lộc của mệnh chủ tuổi Tỵ trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi, hành thông hơn trước đó rất nhiều. Quan hệ xã giao hài hòa là nền móng giúp cho bản mệnh nhanh chóng tiếp xúc được với những mối quan hệ bạn hàng, đối tác mới, đem lại lợi lộc cho bản thân. Thời điểm này, bản mệnh cần xác định mục tiêu cụ thể cho bản thân mình, cố gắng hết sức mình để có thể thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc bản mệnh sẽ phải vất vả, buồn bã, thậm chí chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Tuy nhiên, bản mệnh hãy kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình, chắc chắn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Sinh mã còn cho thấy, nếu mệnh chủ làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền vào thời điểm này, bản mệnh cần xôn xao, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bản mệnh sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Bên cạnh đó, một số khuyên những người trẻ tuổi hoặc thiếu kinh nghiệm, chớ vội và nóng vội trong việc làm giàu. Để có được những bước tiến vững chắc, bản mệnh cần dành thời gian để tìm hiểu thêm về lĩnh vực mà mình quan tâm. Gặp khó khăn cũng chớ vội đầu hàng, cũng như đừng cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài. Bản mệnh hãy xác định rõ ràng mục tiêu của mình để có chí hướng phấn đấu. Về phương diện tình cảm, gia đạo, chuyện tình duyên của mệnh chủ tuổi Tỵ có những chuyển biến tích cực trong thời điểm này. Dù là người đã có đôi có cặp hay người còn độc thân, bản mệnh cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhờ có tác động của mộc dục, mệnh chủ còn độc thân đã biết trình diện, làm dáng, chú ý hơn đến vẻ ngoài của mình. Sau đó bản mệnh có thể thu hút được ánh mắt của không ít người. Khi có người bày tỏ thiện cảm với mình, bản mệnh nên cởi mở hơn trong quá trình trò chuyện để đôi bên có cơ hội được hiểu hơn về nhau. Mệnh chủ đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình trong thời gian này cũng vô cùng tốt, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy ngày một hòa hợp. Đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách hợp nóng lại tình cảm của đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Tuy nhiên, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc được hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thì gia cát vẫn khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm tân sửu. Đặc biệt vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để có thể mang lại tác dụng phong thủy vui nhất cho mệnh chủ tuổi Tỵ. Trên đây kinh phong thủy gia cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của hai con giáp may mắn trong giờ tháng 6 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.